Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã bàn là mini du lịch Lebelang của Đức. Sản phẩm chuẩn chính hãng, bảo hành 2 năm nha. Mã sản phẩm là LBL6673. Sản phẩm khá là nhỏ xinh ạ các bạn, so với cái găng tay của mình nha. Sản phẩm là bàn là hơi nước nên sẽ có đi kèm một cái cốc đong như thế này. Rồi ạ, ở đây là chỗ phun hơi nha. Chúng ta đây là cái đế để bàn ủi nè. Đây là khóa này rồi, và chúng ta mở ra. Đó. Trời, chúng ta nhấc lên. Đó, hàng rất là đẹp nha. Có nút vặn điều chỉnh này. Nhỏ xinh này. Và dây nối của nó khá là dài. Đó, chúng dây nối này, dây cắm này khá là dài nhá. Này tiện để cho vào túi sách mang đi du lịch nhá. Bảo hành 2 năm nó sẽ tặng kèm một cái túi đi kèm. Hàng chuẩn chính hãng Lebelang của Đức. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.